Quận Thốt Nốt vừa sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 14 của Thanh Quỷ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng, về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng bộ hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị. Qua 3 năm triển khai thực hiện, hơn 60,78% người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao. 94,5% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. 3 năm liên tục trở lên, giai đoạn 2018-2020. 85% cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trở lên. 100% khu vực được công nhận khu vực văn hóa 6 năm liên tục trở lên. 100% phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trịnh Minh Thắng, Quỹ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt định hướng trong thời gian tới tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhân rộng nhân tố tích cực những mô hình hay hiệu quả nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, phát triển dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hoàn thiện con người hướng đến chân thiện mỹ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác văn hóa, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra giám sát của cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các vi phạm.